Xin chào các quý khách hàng, các quý nhà đầu tư, các khách hàng siêu đầu tư của em Khánh. Hôm nay em Khánh xin phép gửi tới quý khách hàng, quý nhà đầu tư một sản phẩm, đó là đất thổ cư tại trung tâm Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Lô đất mà em Khánh đang giới thiệu tới quý anh chị và các nhà đầu tư, đó là lô đất có diện tích 5.000 m2 thổ cư, khu vực đất ở, diện tích công nhận đủ và được xây dựng cao tầng. Lô đất này tọa lạc tại xã Xuân Tới Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại là em Khánh đang trên đường đi tới lô đất, và đây là con đường phía bên ngoài đi vào lô đất. Đường mới được làm xong và có vẻ hai bên được trải nhựa rất là đẹp, đường rộng khoảng 20 mét. Và đây là hẻm mà đi vào trong lô đất của mình, và hẻm này thì cũng là hẻm 6, hẻm hiện tại là 6 mét, quy hoạch là 8 mét, và đường hiện tại là xe container vào tận đất. Đây là trên là em Khánh đang đi xe hơi, thì trên đất, trên hẻm là cũng có sẵn cái xe hơi đậu cạnh. Đường nhựa đã được trải nhựa vào hết đất, và hiện tại lô đất thì em Khánh đang muốn giới thiệu đây chính là lô đất có khu vực tường rào màu xanh bao vây xung quanh, và đây là bên trong của khu vực tường rào. Mặt bằng đất đã được làm mặt bằng tương đối chuẩn và đảm bảo được cái điều kiện thi công để xây dựng ngay và luôn. Xung quanh đất đã được dựng tường rào bảo vệ cao 3 mét, và ranh giới đã được phân định rõ ràng. Khu vực xung quanh được xây dựng nhà, đã có sẵn những căn nhà cao tầng hiện hữu. Đường nhựa đã trải vào hết trong đất của mình rồi. Giữa đất mình đã có một con đường đi vô trong, do vậy là nguyên cái con đường này mình đã được lợi thế khoảng gần 1.000 m2 diện tích sử dụng nữa. Ngoài ra, lô đất này có bề ngang là 100 m và bề dài là 80 m, diện tích công nhận trên sổ là 5.000 m2 thổ cư. Quý nhà đầu tư, quý khách hàng có nhu cầu mua lô đất này thì vui lòng liên hệ trực tiếp cho em Khánh qua số điện thoại 078 687 5007. Em Khánh sẽ hỗ trợ trực tiếp. Xin chân thành cảm ơn các quý vị đã nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.